Thì chúng ta sẽ mở cái route ra này. Route web để homepage đúng không? Đang đẩy ra view welcome. Thì bây giờ tôi không đẩy ra thẳng view nữa mà tôi chuyển nó vào trong một cái controller. Thì tôi sẽ tiến hành là sửa cái đoạn này, sửa đoạn closer này về một cái controller nào đấy. Ví dụ như tôi sẽ tạo ra một controller mới. Tôi tạo một controller mới trong project của mình. Sử dụng là PHP. Có nhìn gì không? Không à? Được chưa? Không cho to hơn được. To hết cỡ rồi. Như này có nhìn thấy không? PHP RT. Ủa, đây là CD vào desktop này. PT12311 lesson 6. Rồi. PHP artisan make controller. Tôi tạo ra một cái home controller nằm trong client nhá. Trong thư mục client ấy, client sược home controller. Được chưa? Enter xuống. Ôi giời ơi. Invalid route action. À, đây là do đang do lỗi ở trong cái route này nên sẽ báo như này. Tạm thời comment vào. Tí nữa mở ra sau. Xong, tạo xong controller nhá. Tôi sẽ sau khi gõ câu lệnh này, PHP make controller client controller thì trong chúng ta ở trong cái thư mục app http controller nó sẽ tạo cho chúng ta một cái thư mục mới tên là client. Đây controller client này. Được chưa? Và có home controller ở đây. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là uncomment cái này đi. Uncomment cái đoạn vừa rồi ở đây đi. Đây tôi để là client sược home controller a còng index chẳng hạn. Tức là cái trang chủ của chúng ta, cái trang localhost 8000 chúng ta chạy vào trong client thư mục client này, file là home controller này, hàm index này. Được chưa? Hàm index nha. Hàm index. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành tạo cái hàm index này ra bởi vì chúng ta hiện tại là đang chưa có cái hàm index ở trong controller. Thì các bạn tạo controller đi. Tạo đây. Ngồi nhìn gì? Ui dồi. Có xem, cần xem lại câu lệnh artisan không? Này. Hả? À? Từ từ bình tĩnh cho chúng nó xong cái này đã. Chẳng làm gì về nhà đi ngủ. Hả? À? Nó còn muốn làm gì? Chẳng liên quan, Việt Nam không vô địch tội cạn. Có đâu cạo. Hả? Đâu phải lần đầu tiên tôi cạo đầu đâu. Có gì mà phải lo. Trước tôi chẳng cạo một lần gì mà cạo nó mày. Mày bị điên à? Mày vừa phải tôi giáp. Giáp. Tất cả không? Tất cả không? Được chưa? Tạo được ra chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta hướng cái route. Cái route tôi tạm thời xóa bớt cái mới này đi nhá. Cho nó đỡ nhiều. Đây. Cái route homepage của chúng ta đẩy vào trong client này. Home controller này. Được chưa? Bởi vì mặc định các cái route của chúng ta nó sẽ đẩy vào trong cái thư mục controller của app HTTP controller rồi. Bây giờ chúng ta có thêm một tầng thay thư mục này nữa cho nên chúng ta phải viết thêm cái tên thư mục cộng với lại tên controller là A còng. Hàm nằm trong controller đấy. Tùy, nếu nhiều quá thì cho, không thì thôi. Thế tùy thôi. Sao? Chưa đến đoạn đấy. Xong chưa? Không nhớ, không cái bọn này. Ủa đấy nhở. Trông vất vả ghê. Rồi, bây giờ chúng ta mở cái home controller này ra tạo ra một cái public function index. Public
function index ở đây. Và chúng ta tiến hành return ra cái view. Cái view là welcome đúng không? Tôi return ra cái view welcome trước. Xem nó có chạy được không đã, để đảm bảo là cái web của chúng ta chạy thành công. Sau đó chúng ta mới lấy dữ liệu sao? Được chưa? Tạo là home controller này, tạo là public function index, return ra một cái view. Câu chuyện quá. Xong chưa? Sao có mấy cái chữ mà làm lâu vậy? Hả? Cái view welcome nó nằm trong cái thư mục research này. View này. Có file welcome ở đây. Tôi dặm rồi xóa cái thiện th này đi. Rồi xong, đây view welcome của chúng ta. Nó chẳng có cái vẹo gì, có mỗi cái chữ welcome view thôi. Đây. Các mày lần mò cái gì mà lâu ấy vậy? Đâu, con này học đi mà. Đấy, đi đó. Làm sao? Đi bắt ngồi đợi đây. Đâu, còn nó cũng tạch nửa mà. Con này cũng tạch nửa đâu ấy, lớp này tạch nửa ấy. Rồi, xếp xuống chạy, reload trang ra trình duyệt này. Reload kết quả không thay đổi gì đúng không? Còn nếu mà chúng ta bị lỗi ấy, thì thường thường là do cái lỗi chúng ta không sinh ra view hoặc không trỏ đúng đến cái file. Ví dụ không trỏ vào view này, nó sẽ bật ra như này này. Đấy, nó không có gì là một. Hai nữa là nó có khả năng sẽ xảy ra cái tình huống là ví dụ như ở trong cái round này, chúng ta đẩy ra sang nhầm controller hoặc là nhầm cái tư mục, nhầm cái hàm ấy. Ví dụ tôi viết thêm số 1 đây. Chúng ta hiện tại không có hàm nào tên là index 1 đúng không? Ở trong home controller thì nó sẽ hiển thị lỗi ngay lập tức. Nó báo luôn cái method index 1 does not exist, là tức là nó không tồn tại trong cái file home controller của mình. Được chưa? Còn ở đây chúng ta hiển thị thành công thì nó sẽ ra giống như vừa rồi của tôi. Nó sẽ ra cái welcome view này. Đó, là đẩy từ round ra trong controller. Được chưa? Có ai bị lỗi không? Dương, lên bàn đầu này ngồi ngay lên. Cứ chui rúc xuống dưới xong không nhìn thấy cái gì. Ông ngồi đây cũng được. Tùy, một trong hai chỗ, ngồi chỗ nào ngồi. Ồ, thế chứng tỏ là bọn này còn chưa có cả layout. Đúng không? Đâu còn chưa có layout đúng không? Rồi. Hay lắm, đờ mờ. Cao thứ cho chết thầy. Chết quá gì, chết sao tối. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ bỏ hết cái mới này đi. Đây. Page này xuống. Sao? Thế lại quay trở về cái này nhá. Để trong trường hợp có layout rồi. Viết cái section view nó xem được. Còn nếu mà không có thì phải chịu. Không có, nếu mà không có layout thì phải bỏ nó đi. Còn nếu có thì viết như này. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ tiến hành lấy tiếp. Xong như nhỉ? Ôi kệ, không phải hỏi nữa. Bây giờ tôi sẽ sinh ra một cái. Chúng ta để ý. Trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta ấy, nó đang có bảng post này. Nó có khoảng 1.000 dữ liệu. Chúng ta sinh ra bằng seeder. Tôi sẽ tiến hành tạo ra một cái file model để giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua eloquent. Thì chúng ta sẽ gõ câu lệnh là php artisan make 2.model cách post, tức là đại diện cho bảng post. Chúng ta enter xuống thì nó sẽ sinh ra là cái model created successfully. Thì cái file model này nó sẽ tạo ra ngay ở trong cái mục app của chúng ta. Đây các bạn nhìn đây này, nó sinh ra một cái file post ở đây, nằm ngay trong thư mục app.
Được chưa? Post. Đó. Xong chưa? Sau đó để cái bảng post này có thể kết nối được đến cơ sở dữ liệu nhá. Cái bảng cái class post này để cho nó đại diện cho bảng nào trong cơ sở dữ liệu thì chúng ta sẽ có cái thuộc tính là protected dollar table bằng tên bảng trong cơ sở dữ liệu là bảng post sc thì chúng ta viết như thế này. Post sc. Kệ mày. Lên bàn đầu mà ngồi. Ngồi đi cứ lần mần cái gì. Không nhìn thấy gì à? Không nhìn thấy gì mà chưa tạo được. Tại sao chưa tạo được? Không tạo được thì phải gào mồm lên. Em mới gào thôi. Chẳng thấy ai với mày nói gì. Đây câu lệnh đây. Em nói thôi. Thằng nào tạo được đâu. Đâu? Như nào? Thế nào bị lạ? Có này, công trong cái
Mày đè này lên trên bàn phím mày, mày nhấp cả cái cục tiêu dưới ấy là sao? Nó thế thôi. Không chạy này. Thế thôi nghỉ học đi. Lớp này còn đến nào đâu? Là lớp đấy. Thế mời anh em quét đi. Quét. Quét nào? Quét phải quét từ bên về à? Xong chưa? Thế nào không?
Tiếp tục. Bây giờ chúng ta đã có cái model post này rồi, để nó đại diện nào nghe. Nó đã có cái model post này để đại diện cho cơ sở dữ liệu rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái model này để tương tác với cơ sở dữ liệu nằm trong từ cái file home controller. Thì các bạn nhìn cái namespace của nó là app này, tên class cũng là app này, là post này. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái file đấy, thì chúng ta phải use nó vào đây. Use app sược post. Đó, dùng nó vào đây thì chúng ta mới được phép dùng cái class này. Còn nếu không use như này thì chúng ta dùng nó sẽ khổ hơn. Bây giờ dùng như làm nào? Chúng ta là sử dụng là $post, một cái biến, đây biến result đi. Biến result đi, tôi ví dụ thế, bằng post 2.2.on để lấy hết ra ngoài. Và chúng ta dd ra cái biến result này. Đó. Cái câu lệnh post 2.2.on hay còn gọi là model 2.2.on thì nó giúp chúng ta lấy được toàn bộ dữ liệu nằm trong cái bảng post đấy. Được chưa? Đã bảo học lại một nửa lại. Mày đã yêu chưa? Có nghe thấy gì không? Mở cái app như nào? App mày đã làm gì đâu? Có mô đồ đâu mà mày đã yêu? Mô đồ đâu? Đấy thì không? Học lại luôn đi, đăng ký học lại luôn. Đỡ mẹ. Chưa biết đã có đi về chưa đấy. Quang là giám đốc đào tạo. Để cho tôi đỡ phải dạy, để cho nó nhanh. Sau khi chạy xong, đây nhá, giải thích lại này. PHP artisan make, cái câu lệnh này này. PHP artisan make model là tạo ra cái lớp model tên là post. Thì sau khi các bạn gõ xong câu lệnh này sẽ tạo ra một cái file như này. Tạo file post này ra, được chưa? Lưu ý là tên class không thằng nào được phép viết thường. Bất kỳ thằng nào viết thường khi mà đi thi tôi sẽ cho tạch luôn, không phải nghĩ nhiều. Được chưa? Nói bao nhiêu lần rồi, từ PHP 2 đến bây giờ rồi. Còn thằng nào không nghe được thì chịu. Học lại, bao giờ làm được thì thôi. Tiếp theo nữa là chúng ta sau khi tạo ra rồi, chúng ta phải viết thêm một cái đoạn code như thế này. Là protected dollar table post. Cái protected này là loại biến, là loại protected. Còn table, đây là
cái biến quy chuẩn của Laravel cho eloquent cho model là nó phải đặt tên là như thế, thì cái model này, tức là cái lớp này, nó sẽ đại diện cho cái bảng post ở trong cơ sở dữ liệu. Không nhớ được thì mang giấy, mang vở hay mang cái gì đấy ra mà ghi vào. Chúng nó thì biết rồi, thế cho chúng nó mới học lại nhiều. Rốt. Được chưa? Sau đấy thì chúng ta sẽ sử dụng, muốn sử dụng cái class này ở đâu thì chúng ta tiến hành là vào trong controller đấy, use nó vào. Đấy, như này thì mới được dùng. Sau đó là nấy muốn tương tác với dữ liệu thì post, tức là tên class ấy, 2.2.on và dd nó ra để test xem chúng ta lấy được chưa. Như thế này là lấy được này. 1000 bản ghi. Được chưa? Gì? Lỗi gì? Lỗi thì mang lên đây. Tôi đi lại xuống chỗ công tôi mệt lắm. Đây là protected này. Cái này home controller does not exist. Mày đặt cái controller này ở đâu? Đây. Client. Cái gì đấy? Welcome là cái gì? Ai cho mày tạo ra hai cái round có tên giống nhau như này, cùng loại get? Vâng. Client có viết sai chính tả đây này. Viết mỗi cái tên cũng nên hồn. Home controller hàm index rồi. Sao lỗi khác này? Đấy, chưa? Chưa xong. Mày đi đâu? Cái gì đây? Viết thường em được sửa cái gì? Sửa được không? Tạo cái mới. Xong chưa? Như này là ra này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành lấy truyền cái dữ liệu chúng ta vừa lấy được từ DB ra ngoài kia. Ví dụ tôi sẽ sửa lại cái này thành post SC. Tên biến thành post SC và chúng ta sẽ truyền nó ra ngoài view thì chúng ta dùng như này. Compact ra cái biến là post SC này. Truyền nó ra ngoài view. Tức là truyền ra ngoài giao diện. Đến lúc này thì ở cái file welcome.php thì chúng ta mới được phép sử dụng cái biến post SC kia. Nó làm giao diện, nó xây dựng bảng để hiển thị nó ra. Ôi giời. Này easy. Đi không, hôm nào cũng mệt thế. Bởi vì vừa gào xong cái lớp lớp 12 lại xuống gào cái lớp 11. Nhưng mà lớp kia nó học lý thuyết, lớp này học thực hành. Không biết cái gì chẳng hỏi. Khác đây thì mày ngày xưa làm như kiểu mình vô tội ấy. Em ngày xưa em là không biết hạt không? Không có chuyện giờ luôn. Biết là không biết hạt cứ lười như mình hơn chúng nó. Thì mình, này, đây là đang nói lại chính là ngày xưa thôi. Không nhá. Cái gì? Nó ra mỗi chữ welcome thôi gì? Thế thì là đúng rồi. Đã thế là đúng rồi, đã hiển thị dữ liệu đâu mà chả đúng. Nó không báo lỗi là đúng. Nó cứ không báo lỗi thì là đúng rồi. Chết thì lại mang lên đây. Cứ thằng nào chết thì mang lên đây. Cảm giác mình không fix được thì mang hết lên đây. Ông kệ đi, em đừng cười nó để cho nó làm. Thằng này nó hay ngại lắm, đừng cười nó. Ngại cái gì? Mày có tin là tí về nó úp sọt mày không? Mấy hôm nữa phải cưới nó mới chết cha mày. Thằng này trông thế cho nó dễ mang bầu lắm. Mày chết. Đừng đặt chữ cho nó biết hoa.
tiền bốt đấy. Còn lại thì vừa ra đúng là gì đó. Đây đây đúng là cái cảnh một thằng cốt ba thằng xem này này. Đúng rồi em. Trong nhận biết. Tôi đã bảo cái tiền bốt đấy là ông đừng đặt làm biết hoa cho đầu ở trên cái kia. Đấy. Làm này là bốt thường thôi. Đó quy tắc biến biến đi rồi. Rồi chuyển ra. Không nhá. Cho nó chết. Rồi tiếp tục ra ngoài welcome blade. Chúng ta sẽ viết ở trong này là một cái table. Tôi cho nó bởi vì tôi dùng bootstrap nên tôi cho cái class bootstrap vào đây. Thì ở trong này chúng ta ngó lại xem cái mớ post của chúng ta nó có những cái cột nào, ID này, title, content này. Được chưa? Thì tôi sẽ lấy ra title, ui nhiều này trời. Không nghe. Được rồi, đây chúng ta sẽ có là post ID. Post ID này. Và post title. Đó, được chưa? Còn content nó dài quá cho nên chúng ta không lấy ra. Còn tí nó thích lấy ra tí tôi lấy cho mà xem. Tiếp theo là ở dưới cái t3d này chúng ta sẽ sử dụng cái forex. Thì dùng forex ở trong blade view là a còng forex. Nó giống như cái hàm forex bình thường thôi. Thì chúng ta sẽ có đây biến là biến post. Bởi vì chúng ta for ra từ cái mảng lúc nãy mà 1000 phần tử lúc nãy chúng ta lấy ra. Chúng ta sẽ có là post như thế này và element. Thì để đây là p thôi cho nó ngắn, tên biến ngắn. Sau đó chúng ta nhấc nguyên cả cục tr này lên. Nhấc nguyên cả cục tr này lên và tiến hành echo ra từng cái post ID và post title 1. Thì đây là câu lệnh echo này. Và $p trỏ đến ID, duplicate lên p trỏ đến title. Xếp xuống, chạy thử. Ai bảo thế? Object à có object có void kìa. Ai bảo mày đấy? Đấy không phải là object, đấy là collection. Từ từ đang chứng minh là nó chạy được 1000 cái chứ làm sao 500 cái là tôi còn xài đây đọc đi nó dạng như array ấy thế nào nó làm gì có thuộc tính nào đâu đây là phần tử trong collection. Không được code back end nó khổ thế đấy. Đứa nào có lỗi thì cứ cầm lấy này, tôi không xuống nữa đâu, mệt lắm. Em nó chưa viết xong, chứ không phải là sai. Nó sẽ cãi như thế đấy. Biết rồi, chắc rồi, là chết. Cắt được sao rồi? Chết kìa. Kệ nó cho nó sai nhiều lần thì khác nó biết. Thứ nhất là ở bên kia nhìn sang cái controller mà cái post thì sao nó là post gì? Nó chỉ là cái biến chuyển ra ngoài này. Ủa ơi. Xong chưa? Ra chưa? Thế rồi. Biết anh không? Sai luôn. Không sai luôn.
Nhanh như không biết. Nhưng ra chạy được chưa? Rồi. Được chưa? Còn đứa nào chưa chạy được không? Sau extend cái bút chạm. Extend. Xong chưa? Đấy là chúng ta lấy được dữ liệu ra ngoài. Tiếp tiếp nha. Chưa? Hey, vui. Hay lắm. Không có data bay thì tự chạy lại migration, tự chạy lại seeder. Dạy rồi. Picker nó tự có. Gì vậy? Dâu à? Ờ. Thêm cái airport này xem. Đây là ông viết sai cái dấu sược này. Không phải là airport sai. Thế này, trong file welcome đấy. Đây nhá, bình thường không để ý nhá. Cái dọc này nó đang sượt từ bên trái sang bên phải. Đúng không? Đấy là cái đặc thù của namespace. Đây ông nhìn cái client nó cũng sượt từ bên phải sang bên trái. Hiểu không? Đấy. Đây này, nhìn thấy không? Đây này, tôi có nói phép không nhỉ? Thì đúng là sai ở file. Đúng là sai controller nhưng mà sai này là sai ở file web. File route ấy, quy định URL đây này. Ai mà mày viết như này? Đây mà. Đây này hôm nay lại còn sửa cái gì index kìa đây. Đây. Không nhìn rõ thì bò lên bàn một người đổi đuổi từ trung đi xuống. Không nhìn rõ cứ rút xuống dưới. Nào. Xong chưa? Tiếp tục. Tiếp tục, trong trường hợp chúng ta muốn làm phân trang. Cái gì mà bút cháp đấy? Hả? Thích thì nhúng bút cháp vào. Trong trường hợp chúng ta muốn làm phân trang cho cái à quên nhầm, muốn làm cái phần tìm kiếm ấy. Gì đấy? Nó cứ xoay thôi. Mày có chạy được server đâu mà mày rồi chạy được. Em lên server bên này. Ừ. Rồi sao? Úi giờ. Gì đấy? Gì đấy? Ai cho mày tạo tên controller như này? Hả? Tên controller đặt như nào? Như kia à? Như kia. Đấy thằng kia. Nào. Thằng kia nó vừa bảo em không để tên như thế. Đây này. VHP Artisan Mike Actual Controller Client Sure. Đấy, đây này. Chưa? Xong trong này mình đầu tiên mình dùng DB nào thì mình không bằng Use App Sure Boss. Đúng không? Rồi, con này có phiên bản rồi, ok. Đấy, ở trong này mình tạo ra một cái public function index. Trong này mình có cái post gì, sc được bằng cái post kia 2.2.0. Đó. Và mình sẽ tiến hành là return view. Cái là welcome. Và truyền cái biến này ra ngoài, mình có thể chuyển như này. Đây có array đúng không? String post sc ba giá trị của biến post kia. Chấm thuận. Sau đó thì gọi cái welcome list này. Chạy này đúng rồi. Đi xong rồi
Sai ai sai? Mày có muốn? Đây, đúng chưa? Không con chưa biết. Vâng, đúng rồi ạ. À. Đây, tốt nhất là copy nó lại cho nhanh. Đây. Welcome to Sachika. Cái gì đây? Sao lại không có chỗ lợi này? Hình như là thầy vẫn dùng tab cũ. Thầy xóa đi thầy chưa tắt. Cái gì đây? Mày đang viết cho thế hết. Đây, ông viết trong thẻ tay cổ. Viết trong thẻ tay cổ với bà. Sợ thật. Trong BB không có dữ liệu à? Em chưa chạy. Tôi được máy. Đó, migrate chưa? Ở migrate xong chưa? Đây à? Có xin đờ chưa? Đây là cái size này. Bạn thì có bạn có cái gì nào? Sai. Content fill list. Làm gì ạ? Đảng này kiểu gì này? Chế cái gì ra đây đây? Ông Thánh này. Mày đang làm cái gì như vậy hả Dương? Ông kia là gì nhỉ? Đang làm cái gì vậy? Sao mà đâu nó đào ra những cái này đấy? Get ID này, bê rồi tài tổng này, limit này. Không có theo lớp đâu. Đấy. Đây là bóng đen. Xong chưa? Nào nghe, xong chưa? Mấy thằng kia làm gì đấy? Xong chưa? Rồi, tiếp theo. Lại gì? Tiếp theo này, ở trong cái giao diện này, ví dụ như tôi sẽ thêm một cái đoạn form ở trên này nữa. Thôi, ô hay. Sao đàn ông đàn anh nói nhiều thế? Xong rồi thì thôi đi. Tôi để action trống này.
Được yeah, chưa? Tôi có cái method get. Được yeah, chưa? Method get này. Và trong này tôi sẽ có thêm một cái thẻ input type bằng text, có name bằng keyword đi. Tôi đang muốn làm cái ô tìm kiếm. Keyword không có value tôi để trống đi. Tí nữa điền value sau. Sau đó tôi sẽ có cái button type submit. Đây là search reload. Dài quá. Đây ở trên đầu tôi sẽ có cái ô search như này đúng không? Vẽ ra đi, muốn nhìn cái gì? Hả? À? Mở ra, viết ra một cái form chứ có cái quái gì đâu. Nhìn thế mà không biết code như thế nào thì chịu. Nhức đầu bọn này á. Hả? Các ông còn chẳng cố gắng vì tương lai của các ông thì tại sao không bắt tôi phải cố gắng vì tương lai của các ông? Nhảm nhí vãi trưởng. Đây nhìn noi gương anh Trung đây này, đấy anh học PHP 3 từ cái hồi anh không biết biến là cái gì ấy. Không biết biến là cái gì đi tôi thề với các ông nó không biết biến là cái gì đâu. Nó đi thi nó học thuộc lòng cốt luôn. Mấy trăm dòng cốt học thuộc lòng luôn đấy, các ông có khả năng như thế rồi hắn đi thi. Sợ vãi trưởng. Tường em bao nhiêu nhỉ? Đấy. 93 đấy. Đâu, Giang là 85. 85, 86. Một vợ hai con thì nhà có một cơ nghiệp. Không có gì ngoài tiền. Thế mà thấy được chơi hỏng thì chơi. Được chưa? Đâu thế. Giờ đang có cốt đâu, đang làm kinh tế đâu. Xong chưa? Cái form mà có action trống này là có ý nghĩa như nào? Có biết không? Chẳng liên quan. Sao cái form mà có action trống thì là nào? Nó gửi dữ liệu, nó gửi đi đâu? Chính xác, gửi tại chỗ. Ví dụ tôi sẽ làm như sau. Ví dụ tôi sẽ viết vào đây là cái chữ Alice. Đây tôi vứt vào đây. Bấm search thì nó sẽ tự gửi đến chính nó với cái thêm cái keyword bằng Alice này đúng không? Thì tôi đang muốn làm một cái việc đó là tìm tất cả các cái bài viết có cái tiêu đề có chứa cái chữ Alice kia. Thì tôi làm như thế nào? Thì để làm được cái việc đấy thì đầu tiên tôi phải lôi được cái chữ Alice kia xuống đúng không? Người ta viết cái gì tôi phải lôi được cái đấy xuống code PHP để tôi hiển thị đã. Thì chứng tỏ là tôi lấy được nó. Thì bây giờ chúng ta để lấy được cái chữ Alice kia chúng ta làm nào. Lại vào home controller. Ở trong này ấy, những cái gì liên quan đến URL, những cái gì liên quan đến tham số từ form hoặc là từ đường dẫn gửi lên thì chúng ta đều có thể lấy được nó bằng cái thư viện là bằng cái class là request. Đây cái class request chúng ta đã được use ở đây rồi. Nếu các bạn ở cái đoạn nào mà các bạn kiểu bạn dùng mà nó bị lỗi ấy, chứng tỏ nó còn thiếu cái đoạn này. Thì các bạn lại vào cái controller đấy các bạn copy paste ra use thì chúng ta được dùng ở dưới. Được chưa? Index request và chúng ta đặt tên một cái biến $RQ như này chẳng hạn. Sau đó chúng ta thử nhá. Tôi thử DD ra cái RQ trỏ đến keyword. Sao? Này à? Đây à? Nó không khác gì cái việc này. Cái này là gọi là IOC. Thì biết như vậy thì tương đương với cái việc là chúng ta có một cái biến RQ bằng new request. Cái này là chỉ có thằng Laravel mới có này. Không, PHP 7 có rồi. PHP 7 được. Đúng. Cũng không phải là chống. Nó có thể làm nhiều thứ. Nhanh chóng. Được chưa? DD nó ra. Sau đó chúng ta tiến hành là reload. Chúng ta nhìn thấy chữ Alice chưa? Bây giờ tôi viết vào đây là chữ giáp. Hiển thị giáp luôn.
đẹp trai, nhầm, học dốt. Đấy, nó sẽ ra thẳng luôn chữ giáp học dốt. Mày ấy, mày nhìn ai? Tiếp. Sau khi đã lấy được cái keyword này rồi, chúng ta gán cho nó một cái biến. Chúng ta đã lấy gán cho nó một cái biến là keyword bằng cái request. Đây là cái biến nhá. Còn đây là cái tham số URL của chúng ta, chúng ta lấy số gán cho cái biến này. Thì bây giờ nếu mà tôi muốn tìm tất cả các cái bản ghi, các cái bài viết có tiêu đề chứa chữ keyword này, thì chúng ta sử dụng SQL là như nào? Select sao from post where gì? Where gì? Đông. Where gì? Câu lệnh SQL để lấy ra tất cả các cái bài viết. Where bài viết. Mày học SQL chưa? Chém. Lại có qua rồi mà bây giờ cũng không biết như nào. Where gì? Tên cột. Line. %%, tích ở giữa cái phần trăm kia. Chết, thế này thì không bao giờ có việc được. Thất nghiệp là cái chất. Đây, chúng ta sẽ có như sau. Post này, 2.2.where. Nó mở ngoặc. Trong cái where này chúng ta có 3 tham số hôm trước tôi nhắc rồi. Tham số đầu tiên là tên cột. Tên cột của chúng ta là title. Tiếp theo là cái phép so sánh. Thì chúng ta là phép line. Và cái giá trị để so sánh thì chúng ta có cái %%, nhét cái biến keyword kia vào đây. Và get. Lấy ra. Chỉ có on và file, chúng ta lưu ý. Chỉ có cái hàm là 2.2.on và 2.2.file. Hoặc là file hoặc là một vài cái nữa thì là không cần cái get được rồi. Còn tất cả những cái thằng khác thì đều phải có get hết. Chỏ đánh get cuối cùng mới lấy ra được. Không thì không lấy được. Được chưa? Xếp xuống và chạy chúng ta xem. Không có thằng nào hồng rốt ở trong cái danh sách bài viết của tôi cả. Alice. Thấy chưa? Nó ra bằng này cả. Rất là nhiều. Ai bảo mày thế? Ai bảo 994? Đây nó nhảy này. Near the fender. Phẹt xuống đây. Đấy, một bài thôi. Đây là code để câu lệnh tìm kiếm. Nó chưa gửi được mail hả Thiện? Lấy đi chưa? Lấy đi chưa? Không nhờ. Được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ làm phần phân trang của nó, bởi vì nếu mà chúng ta để 1.000 bản ghi như này nó quá dài. Nãy đến máy tôi kéo một lúc nó mới hết được, đúng không? Thì chúng ta phải có cái dạng kiểu giao diện trong như này. Ví dụ như kiểu là mỗi bài viết như này thì chúng ta chỉ để đi độ khoảng 20 bài viết thôi. Sau đó ở dưới nó có những cái ô là 1 này, 2 này, 3 này, 4 đến 50, 60 gì đấy. Thì đấy gọi là cái phần phân trang. Thì phân trang ở trong Laravel rất dễ. Nhất đặc biệt là với thằng Eloquent này. Chúng ta chỉ việc là where line hoặc là paginet. Chúng ta chỏ đến paginet như này là xong. Paginet như này là xong. Và chúng ta có thêm cái con số bản ghi muốn hiển thị. Thì ví dụ tôi hiển thị là 15 bản ghi trên một trang. Thì tôi xếp cái này xuống, chỏ đến paginet này, 15 này. Xem này. Đây tôi sẽ search lại. Đây các bạn nhìn nhé. Đúng 15 không? Được chưa? Đúng 15, ví dụ tôi sửa thành 10. Nó chỉ hiện đúng 10 cái thôi. Nếu mà tôi muốn sang trang thứ hai, ví dụ đây là page 1 là từ 1 đến 10 nhé. Tôi sang trang thứ hai thì tôi sửa cái này thành
thành page bằng, ví dụ trang 2, các bạn nhìn đến từ 11 đến 20 đúng không? Trang 50, trang 50 thì nó sẽ từ 491 cho đến 500. Được chưa? Đấy là cái phần phân trang của chúng ta. Thì là viết như thế này. Đây, chỏi page gì đấy là thực hiện cái việc phân trang. Còn tí nữa tôi sẽ hiển thị ra các cái nút phân trang của chúng ta. Enter cái này xuống nhìn cho nó dễ nhìn. View nó không thay đổi gì. Đây á. Đấy. Không thay đổi gì luôn. Ai xong chưa mà xuống ngó nó. Hả? Dạ. Thank you.
Nghe Pezinet, bây giờ muốn hiển thị ra cái dãy nút ở phía dưới này này. Nào, nghe. Muốn hiển thị ra cái nút ở phía dưới này thì chúng ta sẽ thêm cái đoạn code này vào này. Đây, ví dụ như tbody này đúng không? Chúng ta thêm một cái tr ở dưới cùng này nữa. Td. Td. Nó có cái cone span bằng 2 đúng không? Ở trên này có 2 cột thì chúng ta cone span 2. Và chúng ta nhét thêm class, nếu bạn nào dùng Bootstrap thì mới dùng nhá, text-center. Trong này chúng ta sẽ có echo này, nhớ nhá, đây là cái ký tự echo này. $post-sc trỏ đến link. Link-sc nhá, đóng mở ngoặc vào. Đây gọi một cái hàm để hiển thị ra các cái số, các cái nút của chúng ta đây. Chúng ta nhìn thấy cái dãy số đấy. Link-sc. Cái biến post là biến chứa toàn bộ dữ liệu của mình, xong mình trỏ đến link có chữ SC đóng vào vuông thì nó sẽ tự sinh cho chúng ta những cái thẻ như này. Thực tế đây nó chỉ là một cái tổ hợp thẻ ULLI và nó khớp với style của Bootstrap, nó mới ra đẹp như này thôi. Còn nếu các bạn không có Bootstrap phát nhìn xấu kinh. Biết rồi. Đây, chúng tôi bỏ Bootstrap đi, phát là nhìn xấu không thể ngửi được. Đây. Đấy. Và chúng ta có nhiệm vụ là phải style lại cái mớ này thôi. Có gì đâu. Tự style lại. Controller hả? Nào. Cái ấy là cái gì? Cái ấy nó có nhiều nghĩa lắm. Hạn chế nói những cái từ nhạy cảm như vậy. Cái gì đấy? Lỗi. Mang đây. Đây nhá, layout main này. Được chưa? Thì vấn đề là do ở đây mình extend layout main này. Được chưa? Nhưng mà của tôi nhìn này, tôi có cái file layout, cái một layout file main này. Tôi định nó là layout thì nó mới là layout được, nhưng không có đúng không? Đấy, làm sao mà nó chẳng bảo tìm thấy. Đó, nó tạo ra. Đây view này, tạo thêm mục ra. New folder layout. Đây là buổi trước mày không thèm học, mày chết là đúng rồi. main.blade.pp. Đấy. Phải cốt HTML. Account view. Nó cho màu. Sao không lên được? Được. View y dài, y ngắn LD này. Đây là tiêu đề, title, page này. Sau ở dưới này là cái view. Account view. Đây là content này. Đục lỗ. Hôm trước phải nói những cái lỗ đúng không? Sau rồi bên này nó sẽ map vào trong cái lỗ đấy. Đây là trang chủ này, như content này.
không? Content nó sẽ tính vào cái vị trí đúng, vị trí nào. Giờ ví dụ ở trên này mình viết là PT 12341 chẳng hạn, thì cái đoạn thay đổi nó nằm sẽ nằm ngay dưới đó. Nó theo vị trí đặt đâu vào đấy, xong chưa? Đấy, còn đoạn này thì có thể là asset cái gì là cứ chat vào đây như này thì sẽ hết luôn. Đây là ông không có CSS gì. Nào ấy. Thế nào? Tạch luôn. Văn à? Sao ấy? Làm gì ấy? Giờ còn vào báo. Làm xong chưa? Mày không có dữ liệu à? Ồ, vui nhỉ? DB đâu? Đây, dữ liệu rồi đấy. Phải xem lại cái... Post đây này ông bên gì đấy cũng rồi. Không có dữ liệu ở đâu. Chứng tỏ là ông kết nối sai DB rồi. Sai DB. PT 12311. Đây à? Ngủ quá. String này, string kia phải ra rồi. No connection will be made for target machine. Active refuses. Tức là cái máy của ông nó không có cách không chạy được cái máy SQL này. Cho nên ông ra. Rồi mới chạy này. Đây. Được chưa? Có thèm bật máy SQL đâu mà chạy được. Tắt cho phát tắt luôn rồi. Bật ở dưới kia vừa. Con xin. Ôi à. Ông có hiển thị đâu mà ra được. Xong chưa? Cái gì vậy? Xong rồi. Tiếp tục. Chúng ta sẽ có một cái vấn đề hiện tại đang gặp rất là nghiêm trọng như sau. Ví dụ tôi tìm cái chữ the will be cái gì gì đấy. Mất cái dãy kia là chuyện bình thường.
đây là chuyện rất bình thường luôn. Nhưng mà chúng ta có cái chuyện nghiêm trọng hơn, ví dụ như Alice này. Hiện tại nhé, chúng ta đang nhìn này này như này. Chúng ta sẽ có 100 page đúng không? Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có Alice này. Tôi tìm cái từ Alice này. Còn bao nhiêu page? Bao nhiêu page? 31 page đúng không? Rồi nhá. Để anh xem, để tôi sang bấm cho page 2 này. Bao nhiêu page? Đúng, nó không còn keyword nữa đúng không? Đúng nhá. Thế vậy làm sao để chúng ta chuyển nó sang dạng keyword đó? Chuyển keyword kèm theo chuyển kiểu gì? Như sau, khi chúng ta có cái keyword thì chúng ta sẽ phải thêm một cái đoạn như thế này, dollar post. Nhớ là cái này thực hiện sau khi paginate nhá. Post này trỏ đến width path. Width path string ở đây hỏi chấm keyword bằng nhầm string này keyword bằng đô la keyword như này thì chúng ta sẽ sinh ra cái những cái thẻ A, những cái thẻ số 1 hay 3, 4, 5 kia cả, nó sẽ có kèm theo cái hỏi cái tham số đô la keyword chúng ta chuyển vào đây và cộng với cái page tương ứng, được chưa? Ví dụ như sau, back lại này, keyword Alice nhá. Bây giờ hiện tại nó đang có 31 page, tôi chuyển thành page số 8. Các bạn nhìn thấy này, keyword Alice vẫn giữ nguyên và có thêm cái tham số là page 8. Thì ở đây chúng ta vẫn giữ được cái số 31 này. Đúng chưa? Đó là cái lợi hại của thằng này, của thằng Laravel. Nó làm cho cái việc phân trang của chúng ta dễ dàng hơn rất là nhiều lần. Đi học nó chỉ thế thôi. Còn thích tự cốt vẫn là xong rồi. Mày muốn làm gì mày làm. Cái gì đây? Thằng ở trên, thằng ở dưới à? Thằng nào ở dưới? Hả? Chắc biết. Làm sao biết được thằng nào thụ, thằng nào công? Thường là người to hơn là à. Thằng này nó vẫn đấu kiếm với thằng Hưng béo mà. Xong chưa? Đấy. Đấy là phần paginate. Thế còn bây giờ nếu mà muốn delete thì làm nào? Còn phần thêm sửa xóa, thêm và xóa. À thêm và sửa tôi không sao, tôi sẽ hướng dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ xóa này. Đây nhá. Hiện tại chúng ta đang có cái giao diện như này. Tôi chỉ đơn giản là thêm một cái TD ở bên này và thêm một cái đường link là Facebook thôi đúng không? Là xong đúng không? Bây giờ chúng ta làm nào. Ở ngoài cái giao diện, chúng ta sẽ có thêm một cái thẻ TH nữa. TH để đây để chống ra, chẳng làm gì cũng được, kệ nó. Ở mỗi một dòng thì chúng ta sẽ có một cái TD. Ở đây chúng ta sẽ có một cái thẻ A. Href bằng một cái round, tôi tạo sẽ tạo mới một cái round ra. Ví dụ như round tôi có một cái round như sau. Round 2.2.get. Đây là post sược remove sược tham số ID. Nhầm xin lỗi tôi viết nhầm. ID phải chúng ta sẽ truyền nó vào trong client. Client home controller hàm remove post, ví dụ như thế này. Và chúng ta đặt cho nó một cái tên name bằng post.remove như thế này chẳng hạn. Chúng ta sẽ có cái gọi tí nữa, chúng ta sẽ gọi cái round là có nội dung ở trong là post.remove và truyền lên tham số ID vào trong cái định dẫn là được.
Cái gì? Buồn ngủ á? Giúp xuống cuối lớp kia bảo mỗi thằng ở trong lớp nó tụt tất rồi nó đắp cho lúc dọc trên ngạt ăn xôi luôn đấy. Áo quần thì chắc là chúng nó không cho đâu, tụt tất là gì rồi. Tạo ra cái đường dẫn mới để giúp mình xử lý cái việc xóa bài viết. Không nhờ, xong cái này chưa? Chép chậm dáng chịu nha. Rồi bây giờ mình sẽ có hát rap bằng cái gì? Round. Đây là echo nha. Echo cái round. Điền cái tên vào đây. Cái tên là cái nào? Cái tên này này. Đây này, cái post remove. Cái name là cái tên nhá. Thì viết cái tên nó vào. Đây, viết cái tên nó vào. Đúng nhỉ? Đây. Post remove đúng không? Bây giờ muốn truyền tham số bởi vì cái URL này của chúng ta có một cái tham số bắt buộc đây này. Đúng không? Tham số bắt buộc này thì chúng ta sẽ phải viết vào đây thì chúng ta truyền nó vào như nào thì chúng ta sẽ làm một cái mảng như này ở ngay bên cạnh của cái name này, làm cái mảng. Sau đó chúng ta cái tên tham số cái nó tên là ID đúng không? Thì cho truyền chữ ID và giá trị tương ứng thì bằng cái P trỏ đến ID vào. Đây. Ta quên chưa viết text. Đây là chữ remove. Thấy không? Chết mẹ nhầm. Đây. Chúng ta nhìn đây đây. Đây. Post sược remove sược 974. Khi hover sang cái khác thì là 971. Tương ứng với con số ID này chị này. Được chưa? Khi bấm sang cái đường dẫn kia của chúng ta. Tôi sẽ xóa ở trang 1 để tí chúng ta nhìn cho nó dễ. Đây ví dụ như này, nó sẽ là post sược remove sược 1. Đó, đấy là cái việc là sinh ra URL. Còn tôi thì tôi hay cho cái này một class btn cách btn trừ sm cách btn trừ danger. Đó. Okay. Cái chat này. Gì mày nhảm nhí cái gì đấy chung. Đến cái chat nào. Chat nào? Rác đấy. Hả? Không thích. Phong cách của thầy. Không thích. Đây, chưa bỏ phong cách. Cho vào bọn này nó có đọc được đấy không? Đấy là class của bút chat. Không dùng bút chat thì thôi bỏ qua. Ngày xưa nhá, em học thuộc cái bút chat B3 ấy. Em vào học thuộc cả cái chat thôi kìa. Vâng. Thì biết là linh. Ông thì kinh ngọt. Kinh ngọt, kinh dị luôn. Vàng luôn. Ngày nào cũng có kinh. Ngày xưa khổ nhất là cái lòng. Cái khổ. Trên kia bắt đầu mầm rồi ạ. Xong chưa? Xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý code cho cái thằng xóa kia. Đây. Chúng ta sẽ có hàm remove post ở trong home controller đúng không? Copy nó ra. Tạo một function mới ở trong này. Public function remove post. Và nhận ở đây tham số là ID. Nhận đây tham số ID. Thì chúng ta thử DD ra cái ID này xem có được không. Nhá, thử cái. Một cái này số 1 đúng không? Xóa cái thằng này số 17 này. Đấy chưa? Lấy được cái ID từ URL xuống. Sau đó chúng ta sẽ có như sau. Model bằng post 2.2.file
Bởi vì nó là cái ID cho nên chúng ta dùng được cái hàm file này. $ID và DD ra cái model. Xem lấy có đúng không. Back lại này. Cái số 17 này là Alice World Food as much from beginning to happen next. First cái gì đấy, đúng không? Đây. Đúng chưa? Chính nó đúng không? Đấy là cách chúng ta lấy ra. Nhưng mà cũng phải đề phòng cái trường hợp là người ta điền bậy một cái số nào đấy vào, ví dụ như 1700. Cái ID chúng ta chưa có đúng không? Nó ra gì? Null. Null thì chúng ta không xóa được đâu nha, lưu ý. Null thì chúng ta sẽ không xóa được, thì chúng ta phải kiểm tra xem cái ID này nó có tồn tại không. Nếu tồn tại thì mới xóa, còn nếu không tồn tại thì kệ nó. Back nó về là xong. Bây giờ chúng ta có như sau. If model khác null thì mới tiến hành là $model trỏ đến xóa là delete. Như này. Đấy, thế nó xóa. Còn trường hợp model nó bị null thì thôi. Bởi vì xóa nó cũng không có ý nghĩa gì cả, mà còn thậm chí là gây lỗi hệ thống. Thì thôi. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là return redirect về back, à, về màn hình trước đấy. Đấy, đường dẫn trước đấy. Xếp xuống. Null tức là nó không tìm thấy ở trong cơ sở dữ liệu, không có bản ghi nó có cái ID phù hợp. Đấy, đây là xong cái xóa. Thằng kia mày lại nghịch cái Digital Ocean đấy. Bây giờ thử cái nhá. Back này lại này. Reload này. Số 1 đây đúng không? Bay không? Số 10. Số 17. Được chưa? Xóa luôn. Thì bây giờ trong DB của chúng ta nó cũng bay mất. Được chưa? 1 bay này. 10 bay này. 17 bay này. Đúng chưa? Đó là cách chúng ta tiến hành xóa cái bản ghi, các cái bản ghi ở trong cơ sở dữ liệu đi. Tôi sẽ đẩy code này lên GitHub nhá. Có quay rồi. Hả? Redirect mà không biết là cái gì hả? Điều hướng, chuyển hướng. Back là chuyển ngược lại cái đường dẫn trước khi thực hiện cái hàm này. Không, chẳng liên quan gì. Nó sẽ lưu lại được các cái đường dẫn, cái đường dẫn trước khi thực hiện cái action này và nó quay trở lại cái đường dẫn đấy. GitHub. Thì sao? Cái gì đấy, xong có gì ta? Thì lâu. Delete đâu nhỉ? Về Đan Phượng luôn. Thank you.
không?